I'm easily finishing with you now. Mình sẽ tạo một vòng tròn mặt thật, mặc vào đây cho mình xong một góc lớn. Mình sẽ tạo một vòng tròn mặt thật. Móc vào đây cho mình xong một góc đơn.
Mình sẽ móc vào đây 5 mũi móc lớn. Sau đó mình sẽ gắn các phần lại với nhau. Đây là thành quả mà mình móc ra một con côn trùng cute.